Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Vì sao có cảm biến góc nghiêng nhưng cái X4 1/10/2010 vẫn trang bị thêm cái nút tắt máy khẩn cấp làm gì? Nhiệm vụ chính của cái nút tắt máy khẩn cấp trên cái chiếc X4 1/10 cái đời là từ 2020. Có thể nói đây được coi là một thay đổi rất lớn với cái cách dùng xe và công nghệ thời điểm hiện tại. Anh em chưa biết cái nút tắt máy khẩn cấp trên cái chiếc Exciter các bạn mới hay được nhiều dòng đầu phân khối lớn khác là một trang bị an toàn trên nhiều mẫu xe hai bánh. Phòng cái trường hợp là nguy hiểm như ngã xe, tai nạn, kẹt xe v.v. Người điều khiển có thể ngắt động cơ một cách nhanh chóng, hạn chế nguy cơ cháy nổ, hư hỏng chiếc xe. Cái động tác bấm cái nút sẽ rất đơn giản hơn rất nhiều so với cái chìa khóa, giải phóng trường hợp đặc biệt chìa khóa bị kẹt do va chạm. Cái nút tắt mở khẩn cấp này không phải để anh em dừng tắt động cơ khi dừng đèn đỏ cho nhanh đâu nhé. Hiện tại có rất nhiều dòng xe được trang bị cái cảm biến góc nghiêng, nhưng cái chức năng cái cảm biến góc nghiêng cũng tương tự như cái nút tắt máy khẩn cấp, và hơn ở chỗ nó tự ngắt động cơ khi xe ngã. Đơn cử là những cái dòng Exciter 1/10 cái đời là từ 2019 đến 2020 đang có hai cái trang bị này. Vậy liệu nó có dư thừa hay không, hay thực chất là không? Cái nút tắt động cơ khẩn cấp vẫn rất là thiết thực khi sử dụng chiếc xe mà không cần phải gặp cái sự cố thì mới sử dụng. Đơn giản như việc dừng đèn đỏ hay dừng xe ở bên vệ đường để làm việc gì đó, anh em không xuống xe. Vậy sử dụng cái nút tắt động cơ sẽ nhanh và đỡ hư ổ khóa chính khá nhiều. Cái nút ngắt động cơ cũng giúp các bạn hạn chế việc những người lạ hay tái máy chạy chân lúc anh em quên là khóa cái chiếc xe. Đơn giản là đâu phải ai cũng biết cái nút tắt máy nhanh này. Trang bị chỉ thường xuất hiện trên các dòng đầu phân khối lớn và Yamaha trang bị cho các chiếc Exciter 1/10 cái đời là từ 2019 đến 2020 cũng giúp chiếc xe có được nhiều anh em để mắt ý hơn. Tắt động cơ bằng cái nút này cũng ngầu hơn so với việc tắt bằng cái chìa khóa thông thường. Hạn chế duy nhất ở nút tắt động cơ khẩn cấp sẽ làm cho nhiều anh em quên tắt luôn cái chìa khóa xe. Cái chuyện kết bình là cái chuyện thường xuyên đối với một vài anh em lơ đãng. Vì vậy cái nút tắt máy khẩn cấp vẫn có một cái công dụng cũng rất là thiết thực. Vì vậy anh em lái xe mặc dù ngày nay có nhiều chiếc xe đã được trang bị cái cảm biến góc nghiêng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.